Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục VN News. VN News tuần này mang tới cho quý vị những tin tức đáng chú ý ngay sau đây. Phim an toàn bay mới phủ sóng mạng bay toàn cầu của Vietnam Airlines. Vietnam Airlines và tỉnh Quảng Bình ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2022-2026. Vietnam Airlines đưa nhãn lồng Sơn La đến với thực cách toàn cầu. Vietnam Airlines và Bệnh viện Hồng Ngọc hợp tác chăm sóc sức khỏe cho hội viên bông sen vàng và cán bộ nhân viên. Vietnam Airlines triển khai dịch vụ làm thủ tục trực tuyến tại sân bay Sydney và Melbourne. Quý vị và các bạn thân mến, theo quy định của ngành hàng không, hướng dẫn an toàn bay là yêu cầu bắt buộc trong quy trình phục vụ một chuyến bay để đảm bảo an toàn cho hành khách. Năm 2022, tiếp nối tinh thần không ngừng thay đổi, vượt qua rất nhiều rào cản của đại dịch COVID-19, Vietnam Airlines tiếp tục cho ra mắt phim hướng dẫn an toàn bay mới, đậm chất nghệ thuật và sáng tạo. Từ tháng 8 năm 2022, Vietnam Airlines trình chiếu phim hướng dẫn an toàn bay mới, phiên bản năm 2022 trên toàn bộ các chuyến bay nội địa và quốc tế của hãng. Với những thước phim đậm chất điện ảnh, phim SETI không chỉ truyền tải thông điệp an toàn bay một cách sáng tạo, mà còn lan tỏa toàn cầu những giá trị văn hóa, bản địa độc đáo của đất nước, con người Việt Nam. Có độ dài tóm gọn trong gần 6 phút, phim hướng dẫn an toàn bay 2022 cho thấy rằng không có giới hạn nào cho sự sáng tạo, giống như các chuyến đi sẽ chẳng bao giờ là đủ để khám phá tới tận cùng văn hóa bản địa ở những vùng đất mới. Bối cảnh của phiên bản phim lần này được đầu tư rất công phu, hình ảnh của nhiều địa danh du lịch đặc sắc trải dài khắp đất nước như ruộng bậc thang Pù Luông, núi rừng Tây Nguyên, đầm sen Đồng Tháp với các làn điệu truyền thống như nhảy sạp, múa quạt xuất hiện trong phim. Các yếu tố mang tính lý thuyết như việc để hành lý ra sao, tắt các thiết bị phát sóng như thế nào được đưa vào bối cảnh khéo léo, thu hút mà không gây nhàm chán. Thông qua phim hướng dẫn an toàn bay, Vietnam Airlines mong muốn giới thiệu tiềm năng du lịch, vẻ đẹp đất nước con người Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy du lịch trong nước và quốc tế. Đồng thời, hãng khẳng định nỗ lực không ngừng nâng tầm trải nghiệm bay với những thay đổi mang tính đột phá, hiện đại, trẻ trung mà vẫn đậm đà bản sắc dân tộc. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Ngày 28 tháng 7 vừa qua, Vietnam Airlines và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2022-2026. Thỏa thuận được ký kết nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh điểm đến, nâng cao hiệu quả, hoạt động xúc tiến đầu tư và du lịch, góp phần tích cực đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Bình, đồng thời quảng bá hình ảnh sản phẩm dịch vụ của Vietnam Airlines. Theo đó, tỉnh Quảng Bình sẽ hỗ trợ đồng hành quảng bá hình ảnh thương hiệu, sản phẩm dịch vụ của Vietnam Airlines đến với người dân và du khách và các cơ quan ban ngành trên địa bàn tỉnh để thu hút khách, tăng cường và khuyến khích sử dụng dịch vụ hàng không của hãng. Về phía mình, Vietnam Airlines sẽ quảng bá thông tin về các điểm đến, sự kiện du lịch, các hoạt động ngoại giao, văn hóa, xúc tiến đầu tư, thương mại thường niên của tỉnh Quảng Bình trên các phương tiện, sản phẩm của hãng. Đồng thời, hãng sẽ phối hợp tổ chức các đoàn lữ hành, phóng viên trong nước và quốc tế đến khảo sát, giao lưu, hợp tác, tham gia các sự kiện tổ chức tại tỉnh Quảng Bình, cũng như hỗ trợ các đoàn công tác xúc tiến quảng bá, kêu gọi sự đầu tư của tỉnh tại thị trường quốc tế. Ngoài ra, Vietnam Airlines và các hãng hàng không thuộc Vietnam Airlines Group, Vasco, Pacific Airlines sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong tỉnh sử dụng sản phẩm dịch vụ của hãng với mức giá ưu đãi. Với mong muốn tạo cầu nối phát triển kinh tế giao lưu giữa các tỉnh, thành phố, Vietnam Airlines đã không ngừng mở rộng mạng lưới đường bay đến và đi từ tỉnh Quảng Bình. Hiện nay, Vietnam Airlines Group đang khai thác thường lệ đường bay Hà Nội Đồng Hới với 21 chuyến khứ hồi một tuần và thành phố Hồ Chí Minh Đồng Hới với 14 chuyến khứ hồi một tuần. Quý vị và các bạn thân mến, nhằm chung tay mang đặc sản trái cây vùng miền đến với các hành khách trong và ngoài nước, cũng như mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp, địa phương, đồng hành cùng người nông dân quảng bá nông sản Việt đến với thực khách toàn cầu, Vietnam Airlines sẽ phục vụ món tráng miệng là nhãn lồng Sơn La trên các chuyến bay của hãng. Với mạng bay rộng khắp của Vietnam Airlines, nhãn lồng Sơn La sẽ góp mặt trên hàng trăm chuyến bay mỗi ngày đi các châu lục trên thế giới. Từ ngày 1 tháng 8 đến 15 tháng 8 năm 2022, Vietnam Airlines phục vụ các món tráng miệng là nhãn lồng Sơn La đối với các bữa ăn trên khay dành cho hành khách trên hạng thương gia trên các chặng bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Hà Nội. Nhãn lồng Sơn La cấp trên chuyến bay đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu để xuất khẩu sang thị trường cao cấp như châu Âu, Hoa Kỳ. Nhãn lồng đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe như được trồng ở vùng đăng ký, không có mầm bệnh, không chứa thuốc bảo vệ thực vật cấm, được chiếu xạ chống ký sinh trùng, có chứng chỉ về an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền, có nguồn gốc xuất xứ. Với mạng bay rộng khắp của Vietnam Airlines, nhãn lồng Sơn La sẽ góp mặt trên hàng trăm chuyến bay mỗi ngày đi các châu lục trên thế giới. Những hành khách Việt Nam và quốc tế sẽ có dịp thưởng thức vị ngọt đậm đà, hương thơm dịu dàng, tinh khiết của nhãn lồng Sơn La trên những chuyến bay ở độ cao 10.000m.
Với phương châm khách hàng là trung tâm, người lao động là tài sản quý giá nhất, Vietnam Airlines luôn tìm kiếm các đối tác hàng đầu để hợp tác, chia sẻ, nâng cao chất lượng dịch vụ cho hội viên Bông Sen Vàng và cán bộ công nhân viên của tổng công ty. Và ngày 25 tháng 7 vừa qua, nhằm mục tiêu mang đến quyền lợi chăm sóc sức khỏe tốt nhất dành riêng cho hội viên Bông Sen Vàng và cán bộ nhân viên, Vietnam Airlines đã ký kết chương trình hợp tác với Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc. Theo thỏa thuận hợp tác, hội viên Bông Sen Vàng, hạng Bạch Kim và cán bộ nhân viên Vietnam Airlines khi sử dụng các dịch vụ y tế tại Hồng Ngọc được hưởng những ưu đãi như miễn phí khám ban đầu tất cả các khoa bệnh, áp dụng cho các hội viên thẻ vàng, Bạch Kim và giảm giá trực tiếp các dịch vụ từ 5 đến 20% tùy chuyên khoa khám, áp dụng cho hội viên thẻ vàng, Bạch Kim và cán bộ nhân viên. Chương trình hợp tác chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2022. Để sử dụng dịch vụ của bệnh viện, hội viên Bông Sen Vàng cần trình thẻ hội viên hoặc hình ảnh thẻ trên ứng dụng di động khi giao dịch để được hưởng ưu đãi. Đối với cán bộ nhân viên tổng công ty, khi đi khám cần mang theo thẻ ngành để nhận diện. Trong suốt gần 20 năm qua, Bệnh viện Hồng Ngọc luôn tiên phong trong việc phát triển các dịch vụ y tế tiên tiến, góp mặt trong top 3 bệnh viện tư nhân uy tín hàng đầu miền Bắc, mang đến cho bệnh nhân sự chăm sóc y tế tận tâm, chu đáo. Với mục tiêu hướng đến hãng hàng không quốc tế tiêu chuẩn 5 sao, Vietnam Airlines đang tiếp tục nghiên cứu triển khai nhiều cải tiến mới từ mặt đất lẫn trên không, mang đến cho hành khách trải nghiệm bay trọn vẹn và tiện nghi nhất. Mới đây nhất, hãng đã triển khai dịch vụ làm thủ tục trực tuyến tại sân bay Sydney và Melbourne, mang đến cho hành khách trải nghiệm tiện nghi. Từ ngày 1 tháng 8 năm 2022, Vietnam Airlines triển khai dịch vụ làm thủ tục trực tuyến check-in online cho hành khách khởi hành từ sân bay Sydney và Melbourne nhằm nâng cao trải nghiệm và sự thuận tiện cho hành khách. Để đảm bảo quy định về việc kiểm soát giấy tờ tùy thân tại Úc, hành khách làm thủ tục trực tuyến thành công có hành lý ký gửi hay không vẫn cần qua quầy làm thủ tục trực tuyến để xác thực thẻ lên máy bay và nhân viên kiểm tra giấy tờ tùy thân. Với việc triển khai dịch vụ làm thủ tục trực tuyến tại sân bay Sydney và Melbourne, Vietnam Airlines nâng tổng số sân bay áp dụng dịch vụ check-in online lên đến 16 sân bay nội địa và 30 sân bay quốc tế, đồng thời đang dần tiến tới việc triển khai dịch vụ tiện lợi này trên toàn mạng lưới sân bay hãng khai thác được bay đến. Đây là một trong những nỗ lực của Vietnam Airlines nhằm tiến tới mục tiêu hãng hàng không công nghệ số. Tiếp nối chương trình là phần điểm tin hàng không trong nước và thế giới với những tin tức đáng chú ý ngay sau đây. Mới đây, ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết tháng 7 năm 2022 là dịp cao điểm hè, thị trường hàng không nội địa ghi nhận sự tăng trưởng cao, tăng 5% so với tháng trước và tăng 38% so với thời điểm trước dịch COVID-19 năm 2019. Theo thống kê, tháng 7 năm 2022, sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không Việt Nam đạt gần 12 triệu lượt khách. Trong đó, lượng hành khách nội địa đạt 10,6 triệu lượt, tăng hơn 40%, lượng khách quốc tế đạt 1,3 triệu lượt, giảm 65%. Trước nhu cầu đi du lịch của người dân tăng cao, giá vé máy bay nội địa, đặc biệt là giá vé đến các địa điểm du lịch nổi tiếng như Nha Trang, Phú Quốc đang tăng mạnh. Điều này khiến nhiều du khách buộc phải thay đổi hành trình của mình, chuyển hướng đi du lịch những điểm gần hoặc du lịch nước ngoài. Ngành hàng không Thái Lan đang phục hồi sau tác động của COVID-19 và Tổng công ty Cảng hàng không Thái Lan sẽ phục hồi hoàn toàn lưu lượng hành khách bằng mức trước đại dịch vào cuối năm 2024. Chủ tịch Tổng công ty Cảng hàng không Thái Lan mới đây cho biết năm tài chính này từ tháng 10 năm 2021 đến hết tháng 9 năm 2022 sẽ dự kiến sự trở lại của 45 triệu lượt hành khách, khoảng 33% so với con số trước COVID-19 và tỷ lệ đó dự kiến sẽ tăng lên 77% vào năm 2023 và lên tới 142 triệu lượt hành khách vào năm 2024. Hãng hàng không United Airlines vừa cho biết đã có lãi trong quý 2 vừa qua nhờ nhu cầu đi lại mạnh mẽ đã thúc đẩy doanh thu. Doanh thu quý 2 của United Airlines tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2019, lên đến 12,1 tỷ USD. Trong đó, lợi nhuận đạt 329 triệu USD, lội ngược dòng so với mức lỗ 434 triệu USD cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, hãng này vẫn có kế hoạch giảm công suất hoạt động trong bối cảnh các hãng hàng không đang gặp nhiều thách thức trong vận hành, cũng như những lo ngại về khả năng suy thoái kinh tế. Hãng hàng không giá rẻ của Mỹ Spirit Airlines đã đồng ý bán lại cho JetBlue Airways với giá 3,8 tỷ USD. Quyết định này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận sáp nhập với Frontier Airlines không thành do không nhận được sự ủng hộ của các cổ đông. Khi về chung một nhà, Spirit Airlines và JetBlue Airways sẽ tạo nên hãng hàng không lớn thứ 5 của Mỹ sau American, Delta, United và Southwest. Vừa rồi là những thông tin về hàng không trong nước và quốc tế. Hy vọng rằng VNA News đã mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin bổ ích. Quý vị và các bạn đừng quên theo dõi các chuyên mục của kênh truyền thông tương tác Spirit Channel được phát sóng trên nền tảng YouTube và trang tin nội bộ VNA Spirit.
Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.